Hà Nội kẹt xe không lối thoát trong ngày đầu đi làm sau Tết Dương Lịch. Tắc đường từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít người, đặc biệt là những người sinh sống tại Hà Nội. Tình trạng này càng nghiêm trọng hơn vào mỗi dịp trước và sau kỳ nghỉ lễ Tết, khi mà lượt phương tiện rời hoặc quay lại thủ đô tăng cao đột biến trong cùng một thời điểm. Sáng nay, trong ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Dương Lịch năm 2023, nhiều tuyến đường nội đô đã xuất hiện tình trạng ồn tắc, các phương tiện chen chúc nhau bò trên đường. Trong khi đó, tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô như cao tốc Pháp Vân, cầu Rẽ, vành đai 3, giải phóng, phương tiện lưu thông cũng gặp nhiều khó khăn bởi nhiều người dân trở lại thành phố vào sáng sớm nay. Theo ghi nhận, nhiều phương tiện phải chờ đợi đến 30 phút mới di chuyển được 1 km, thậm chí nhiều chủ xe phải đi lên vỉa hè để tránh tắc đường, kịp giờ làm.